Mới đây, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Sông Công tổ chức hội nghị vận động thuyết phục đối thoại trước khi tiến hành công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Dương Văn Quang, bà Phạm Thị Chi có đất và tài sản thu hồi bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường đi trung tâm hành chính xã Tân Quang, thành phố Sông Công. Đồng chí Lưu Chí Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại đây, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Sông Công vận động thuyết phục hộ ông Quang thực hiện quyết định thu hồi đất và đồng thuận bàn giao mặt bằng để hoàn thiện vỉa hè. Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất nêu tóm tắt nội dung vướng mắc của hộ ông Dương Văn Quang. Gia đình ông Quang có ý kiến đề nghị thành phố thu hồi hết phần diện tích còn lại ngoài ranh giới 100,2 m² để gia đình được bố trí tái định cư. Nếu không bố trí được luôn thì có văn bản cụ thể về thời gian địa điểm giao tái định cư gửi cho gia đình. Gia đình nhất trí bàn giao mặt bằng để thi công dự án theo đúng thiết kế được duyệt. Sau khi các cơ quan chuyên môn của thành phố và địa phương thảo luận có ý kiến cụ thể, căn cứ đơn đề nghị của ông Dương Văn Quang, đồng chí trưởng ban cưỡng chế thống nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý theo đề nghị của ông Dương Văn Quang thu hồi hết phần diện tích còn lại do hình thẻ thừa đất còn lại bị chéo và sẽ bố trí tái định cư cho gia đình tại khu dân cư đường Nguyễn Văn Cử theo tiến độ dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Cử. Hội nghị vận động thành, ông Dương Văn Quang nhất trí tháo dỡ tài sản để thành phố thi công vỉa hè theo đúng thiết kế được duyệt.